Xin chào bác đã quay lại kênh của siêu thị điện máy Ecomart. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu bác mẫu điều hòa của Kapper, mẫu mới của Kapper trong năm 2022. Công suất là 9.000 BTU, loại một chiều có inverter. Model của mã này sẽ là MC-09IS33, dòng mới ra mắt của Kapper trong năm 2022. Đây, trên màn hình em đang quay đây chính là cái mẫu 9.000 một chiều mới nhất của Kapper. Dòng điều hòa mới của Kapper này thì nó sẽ có thiết kế thay đổi nhiều so với cả các cái mẫu cũ. Các bác có thể nhìn thấy này, quay chiều ngang ra thì thiết kế dòng mới của Kapper này, các cái góc cạnh được bo tròn hơn so sánh sang cái dòng cũ này. Các bác nhìn thấy này, dòng cũ ở trên nhìn nó sẽ vuông vắn hơn, còn dòng ở dưới này nhìn nó sẽ tròn. Mặt thì là mặt bóng, nhựa bóng nhìn rất là sang trọng. Đây, ở dưới này thì nó sẽ có thêm một cái đường viền mạ bạc. Này, các bác có thể nhìn thấy này, đường viền mạ bạc nhìn rất là đẹp. Về kích thước của mặt lạnh thì chiều dài sẽ là 81 cm, chiều cao sẽ là 27,8 cm, dày là 19,9 cm và nặng là 8 cân. Kích thước của cục nóng thì chiều dài sẽ là 71,2 cm, chiều cao sẽ là 45,9 cm, dày là 27,6 cm và nặng là 20 cân. Chiều dài ống đồng nắp tối đa cho máy này sẽ là 20 m và tối thiểu là 3 m. Chiều cao nắp tối đa giữa cục nóng và mặt lạnh sẽ là 10 m. Máy sử dụng ống đồng có kích thước là 6/10. Công suất tiêu thụ điện trung bình sẽ là 0,88 kW/1 giờ. Mẫu 9.000 BTU này phù hợp cho các bác lắp ở những phòng dưới 15 m². Sử dụng ga là ga R32, công nghệ ga mới nhất, thân thiện với môi trường và không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Về bảo hành của Kapper thì bảo hành sẽ là 3 năm toàn máy và 5 năm cho máy nén, xuất xứ thì tại Thái Lan. Dòng mới của Kapper này thì nó sẽ có nhiều thay đổi so với dòng cũ. Các cái tính năng nó sẽ có thêm, cập nhật thêm một số tính năng mới. Và nói về tính năng của Kapper, đầu tiên nó sẽ có một cái tính năng mới, đó là tính năng cảnh báo vệ sinh cái tấm lọc bụi. Khi mà các bác sử dụng điều hòa một thời gian thì điều hòa nó sẽ tự động cảnh báo cho bác là cần phải vệ sinh cái tấm lọc bụi ở trong cái điều hòa. Thì lúc đó thì các bác sẽ đi tháo cái lắp này ra, rồi sau đó thì rút cái tấm lọc bụi ở trên này ra và đi vệ sinh. Khi mà cảnh báo thì nó sẽ có thông báo bằng cái mã ở trên này, đó là chữ C và chữ L, hiển thị lên cái chỗ đèn hiển thị nhiệt độ ở đây cho các bác có thể nhìn thấy được. Và các công nghệ khác của máy thì dòng này vẫn là được trang bị công nghệ inverter tiết kiệm điện. Nó sẽ có công nghệ inverter iSaving của dòng Kapper. Cái công nghệ này thì cơ chế hoạt động nó sẽ như sau. Khi mà nhiệt độ trong phòng đạt tới nhiệt độ cài đặt trên điều khiển rồi thì máy nén sẽ giảm tần số hoạt động xuống chỉ còn 1 Hz thôi, giúp giảm điện năng tiêu thụ của các bác. Và tần số 1 Hz thì gần như là tần số mà thấp nhất ở trong các dòng máy điều hòa rồi. Như vậy thì dòng Kapper này cực kỳ tiết kiệm điện cho các bác. Chế độ thứ hai là chế độ làm lạnh nhanh turbo. Khi mà các bác bật chế độ này thì điều hòa nó sẽ chạy ở công suất cao nhất, giúp các bác làm mát trong phòng thời gian rất là ngắn, chỉ trong khoảng tầm 30 giây thôi. Các bác có thể nhận thấy được cái không khí trong phòng thay đổi và đã cảm nhận được độ mát rồi. Thứ ba đó là nó sẽ có thiết kế cánh đảo gió tạo hiệu ứng là không khí vòi sen. Đây cũng là một cái điểm thay đổi cập nhật ở cái dòng Kapper mới này. Thì cánh đảo gió của dòng Kapper khi các bác bật chế độ làm lạnh thôi thì nó sẽ tự động hướng cái hơi lạnh này lên trên trần nhà. Hướng lên trên trần nhà, sau đó thì cái hơi lạnh sẽ lan tỏa khắp trên trần nhà và rơi đều xuống phòng giống như cái vòi sen, tạo cảm giác là mát thoải mái cho các bác. Cái công nghệ này thì nó cũng sẽ giống như dòng Daikin, nó sẽ có cái thiết kế cánh đảo gió Quanda, nó cũng là thổi hơi lạnh lên trên trần nhà và rơi đều xuống khắp phòng. Đấy là cái cập nhật mới của dòng Kapper mẫu mới này. Thứ tư là công nghệ tự làm sạch iClean. Cơ chế hoạt động của chức năng này thì đó sẽ là đóng băng giàn lạnh, sau đó thì kích hoạt làm nóng để làm tan băng, giúp loại bỏ những bụi bẩn vi khuẩn bám dính trên bề mặt của giàn làm nhiệt. Và các bác nên thường xuyên chạy cái chế độ này để giúp cái dàn tản nhiệt trong máy nó sạch hơn và thổi ra không khí nó sẽ đảm bảo hơn cho sức khỏe của gia đình các bác. Thứ năm đó là chức năng tự động báo lỗi. Dòng Kapper này nó vẫn có được giữ cái chế độ là tự động báo lỗi.
Cái chế độ này thì nó rất là hữu ích khi mà các bác vừa mới lắp điều hòa, các bác muốn kiểm tra xem lắp đặt hay là điều hòa nó có vấn đề gì hay không, các bác có thể bật thử, bật chạy lên, nếu như có lỗi thì nó sẽ báo lên trên cái màn hình hiển thị nhiệt độ ở đây, báo thành các cái mã lỗi khác nhau, thì lúc đó các bác có thể biết được điều hòa đang lỗi gì và có thể xử lý được sớm. Nhiều khi mà mới lắp các bác có thể đổi máy được luôn. Ở trên đây thì em vừa mới giới thiệu cho các bác dòng điều hòa mới của Capper, mẫu là mẫu 9000 BTU loại 1 chiều có inverter, ra mắt của năm 2022. Cái mẫu này thì đang được bán bên em có mức giá là 6.850.000 tặng trọn gói và công và vật tư lắp đặt. Mặc dù là cái mẫu mới ra nhưng mà giá thành của nó thì tương đương với mẫu cũ thôi, chứ nó không có tăng giá gì cả, không có giá cao hơn. Giá vẫn chỉ là 6.850.000. Nếu bác nào mà mua hàng máy không, giá chỉ còn là 6 triệu đồng thôi, rất là rẻ. Các bác mà muốn mua hàng, các bác có thể gọi về số là 0974178586 hoặc là vào website eco-mat.vn, thì bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho các bác. Ở video của em thì cũng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã xem video và xin hẹn gặp lại các bác ở những video sau.